tại sao mẹ lại sinh ra một đứa con độc ác như con vậy? Con đã làm gì vậy hả? Có phải con muốn hại chết Thanh Hằng không? Nếu mà Thanh Hằng xảy ra chuyện gì thì mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu. Mẹ phải dạy dỗ con, mẹ không thể để cho con trở thành con người độc ác như vậy. Nè, bà bị điên hả? Ai là con của bà? Bà mẹ mẹ có con gì ở đây? Hôm nay mẹ phải dạy dỗ con, mẹ phải đánh con cho đến khi nào con tỉnh ra thì thôi. Mẹ không thể nào để con trở nên tàn nhẫn như vậy được. Vũ ơi, Vũ bình tĩnh đi mà Vũ. Con buông ra đi, cứ để Vũ dạy dỗ nó. Đứa trẻ này từ nhỏ tới lớn đã bất trị như vậy rồi, lần này Vũ sẽ không để yên cho nó đâu. Con buông Vũ ra đi. Không phải là mẹ thôi, bà không có tư cách dạy dỗ tôi. Mẹ vì nó mà đánh tôi. Tôi căm ghét bà, tôi căm ghét bà. Vũ, mẹ chính là người duy nhất có tư cách dạy dỗ con. Mẹ nói cho con biết, nếu con tiếp tục làm những chuyện xấu xa hại Thanh Hằng thì mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà đó, con biết chưa? Bà muốn đuổi tôi ra khỏi nhà chứ gì? Được, tôi sẽ đi cho bà hại lâu. Chị nhớ. Đón xem bộ phim Việt Nam Hoa Vẫn Nở Mùa Đông lúc 20:45 các ngày từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh SCTV 14.